xin chào mọi người nha mọi người ơi hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba chân vàng nhạt tròn mát bên mình cho các bạn xem nhé đây là dòng ghế ba cao cấp bên mình các bạn ạ à. có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 mươi nhé mình đang ngồi là thấp nhất là 60 mươi nhé cao nhất là 80 mươi nhé các bạn bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết từng màu cho các bạn xem này hàng này thì mình có sẵn tất cả sẵn bốn màu nhé màu nâu cà phê này màu đỏ này màu nâu vàng này màu đen này Đấy, mặt của ghế này là chất liệu bọc da nhé dễ dàng lau chùi khi bẩn độ dày của mặt ghế này là 6 cm đường kính của nó là 33 cm nhé mọi người nhá kiểu dáng này cách điệu rất chi là đẹp nhé mọi người đấy chân của ghế này là kim loại sơn tĩnh điện màu vàng nhạt nhập khẩu nhé mọi người nhé đây khi thấp nhất chân của nó sẽ như thế này đấy mọi người đấy rất chi là đẹp thôi mình quay qua giới thiệu sản phẩm một đoạn vậy thôi thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhé mình cảm ơn các bạn mình chào các bạn